Dạ thưa thầy, một người chồng nấu ăn, đưa đón con đi học chung thủy, ít nhậu, thương vợ nhưng kiếm tiền kém. Học thì bỏ giữa chừng, làm công ty nào họ cũng nợ lương. Mở công ty để mong giàu rồi lại làm nhân viên kinh doanh cho người bạn để mong có hoa hồng. Nhưng thật thà và tính hời hợt nên chỉ tốn thời gian và tiền bạc, rảnh không đọc sách lại chơi game online. La quá thì xem review phim, TikTok rủ đi chùa thì bảo tu tại tâm, không tin mấy thầy mình nên làm sao? Xin thưa là nếu như quý vị đảo ngược một cái tính một cái con người đảo ngược cứ đảo ngược tính tình như ha, rồi quý vị nghĩ coi là mình có muốn sống với ông chồng như vậy hay không? Tức là một ông chồng này chăm kiếm tiền nha, kiếm được rất là nhiều tiền nhưng mà kẹt cái là lại lăng nhăng, không có thương vợ thương con nhé, không có trách nhiệm gì hết, về cũng không có coi review phim, không có coi TikTok, lo làm việc, nhưng mà cái điều lăng nhăng thôi. Phải nói là khối bà ước sao mà đổi được thằng chồng vậy đó. Đổi thằng chồng lăng nhăng về thôi, thà về nó kiếm tiền dở cũng được mà nó biết thương mình thương con cũng được, nó cho nó nằm nhà nó coi review phim coi TikTok còn đỡ hơn là nó nằm nó ngắm gái. Cái vấn đề của thế gian là như vậy đó, khổ nhiều hơn vui, làm sao mình kiếm được một người chồng hoàn hảo bây giờ? Quý vị cứ muốn lấy được một con người hoàn hảo nhưng mà quý vị phải hỏi ngược lại là mình có xứng để mình cưới một người chồng hoàn hảo hay không, nói nó buồn. Chứ còn mà mình thì thích ngó tật xấu của người khác hơn là mình ngó cái tật xấu của mình. Tật xấu chồng thấy rất là dễ nhưng mà tật xấu của chính bản thân quý vị không có nói. Y như Đức Thế Tôn nói đó. Lỗi người á, thì dễ thấy, lỗi mình thì khó thấy. Lỗi người á, thì giống như á, là sàn trấu trong gạo. Còn lỗi mình á, là giấu y như kẻ gian giấu bài. Thưa chị, có thể có lời khuyên như thế này: mình muốn có một người chồng hoàn hảo thì bản thân mình phải là một người vợ hoàn hảo. Tại vì vợ chồng với nhau thì có bốn pháp cộng nghiệp là đồng thí, đồng giới, đồng tính, đồng tuệ, tức là giống nhau về cái chuyện mà rộng lượng hay hào sảng, giống nhau về cái niềm tin, giống nhau về đức hạnh và giống nhau về trí tuệ. Mình giống nhau mình mới lấy nhau được. Hỏi hồi xưa tại sao mình mê ổng? Quý vị phải có những cái giống nhau quý vị mới đến với nhau. Mà mình muốn như sư nói muốn có một cái người chồng hoàn hảo, cái gì cũng tốt hết thì mình ngó lại mình coi mình có được như vậy hay không. Như cỡ như Đức Thế Tôn thì mới có được bà Gia Du Đà La, mà cỡ như bà Gia Du Đà La thì mới có được Đức Thế Tôn nha. Chứ còn cái gì cũng muốn hết thì sẽ chịu thua, nhưng mà như vậy thế gian này vốn dĩ là như vậy đấy. Mình nhắm mình không hoàn hảo nổi thì mình cũng phải chấp nhận một con người không hoàn hảo nổi. Muốn tốt thì thôi ráng tu tu để mình thành con người hoàn hảo, để ông chồng nếu mà được phước thì đời này đổi ông chồng mới, mà chắc quý vị không muốn đâu ha. Thì thôi thì không đổi được chồng thì đổi được cái tánh của chồng, nhưng ít nhất là mình phải tu để mình thay đổi đó. Đổi những cái gì? Ráng bố thí, ráng bố thí, ráng giữ giới, ráng tinh tấn tu tập, nghe đạo học đạo, thì dần dần á, mọi việc nó sẽ khá. Đặc biệt là xin nhắc với quý vị cái chuyện giữ giới, cái đó nó quan trọng lắm. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái quan điểm như thế nào về vấn đề này? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Sự khi mà sư đọc câu hỏi này, sư cũng có cùng cái tư duy giống như Đức Hành Tuệ. Đúng đúng như Đức Hành Tuệ lại, nghĩa là mình cứ thay thế cái các vế ngược lại thôi. Thay vì chồng nấu ăn thì chồng không biết nấu ăn, chồng không biết đưa con đi học, chồng lăng nhăng, chồng nhậu nhiều, chồng đánh vợ, thương vợ thay thay vô đánh vợ, đúng không? Rồi cho kiếm nhiều tiền. Đó. Rồi không có thời gian gia đình đó, thì mình đổi lại, mình tự có câu trả lời.
Nhưng mà có một cái này hơi bên lề tí nha, nhưng mà sư thấy cũng có liên quan đến câu hỏi này. Có một cái vấn đề nó khá là vui, nhưng mà nó vui, nhưng mà vui nó có liên quan đến thế gian như vậy chứ không phải nó vui nhảm. Vì mới thôi chưa thấy gì. Thì có một câu chuyện như vậy. Có một nữ lập trình viên á, viết một chương trình nhỏ, cô đưa ra tham số như sao và có được kết quả như sao nè. Đẹp trai cộng chung thủy á, thì bằng nghèo. Chung thủy á, cộng giàu á, thì bằng xấu trai. Nghèo á, cộng với xấu trai là bằng chung thủy. Đẹp trai á, cộng với giàu á, bằng đa tình. Đẹp trai, vừa đẹp trai nè, vừa chung thủy, rồi vừa giàu nữa, thì bằng đã có vợ. Nhưng mà cái đã có vợ này phải lưu ý nha, đã có vợ này á, thì sự mở ngoặt nữa nha. Thì cái người vợ mà được phước như vậy nè, được phước mà được đẹp, được chồng đẹp trai nè, được chung thủy, được giàu nè, là người vợ giống như Đức Hành Tuệ vừa nói. Vợ này trong quá khứ là làm các thiện nghiệp kinh khủng lắm, vì là phước vật, phước đức, phước trí nó bùng bồi, nó phải kinh khủng lắm. Rồi cộng thêm á, là cái người vợ với người chồng đó là giống như Đức Hành Tuệ nói là bốn cái pháp mà gặp nhau trong đời này, trong đời sau và trên đường giải thoát sinh tử luân hồi, đó là tính khí giới tuệ. Đó. Bây giờ thì có công thức như vậy, quý vị tự lựa chọn. Quý vị muốn đẹp trai chung thủy giàu thì quý vị phải như vậy thôi, đúng không? Nhưng mà theo suy nghĩ nha, cái này theo suy nghĩ, theo nhân suy nghĩ thôi, là nếu quý vị á, bản thân quý vị có cái sự tu tập mà vun bồi suy suy nói á, là phước vật, phước đức, phước trí và cộng với định tuệ một cách mà nó thuần thục, rồi có cái sự tiến triển ở trong giới, trong định và thì trong trong tuệ nó tại trong tu tập tuệ có sự tiến triển rõ ràng nha. Nó nếm vị, nó rõ hơn là nếm được hương vị pháp bảo, thì nghĩa là Thế Tôn nói vô thường, thế nào là thấy được vô thường của não vô ngã mà bị thấy được. Thì xin thưa quý vị tu đạt như trong kiếp này nha, quý vị tu đạt cái trình đó thì theo suy nghĩ quý vị chắc không, cũng không muốn có chồng có vợ nữa đâu, đúng không? Tại vì quý vị có chồng có vợ nó cũng là ràng buộc thế gian thôi. Thật sự vì có chồng có vợ thế gian đó, nó cũng là giống như lấy khổ, là nó khổ nhiều hơn là vui, nghĩa là cái rủi ro nó xả nhiều xảy ra nhiều hơn. Nên là trước khi kết thúc trả lời câu trả lời này, thì cũng mong quý vị mình có cái nhìn mà nó tích cực hơn trong cuộc sống, để mình nó làm động lực để ngay trong hiện tại này nè, mình gieo cái nhân, gieo cái nhân là nghĩa là làm ngay trong lúc này, làm ngay bây giờ và làm không có sự gián đoạn, và làm với cái tâm hợp chí. Mong quý vị sẽ đạt được những kết quả ngay trong hiện tại này và ngay trong tương lai. Xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.